gia đình sư thầy Thích Minh Tuệ và những thông tin bên lề. Kính thưa quý độc giả, thông tin về sư Minh Tuệ hiện đang sốt trên mạng thời gian vừa qua, vì vậy cũng phần nào ảnh hưởng đến gia đình sư. Cụ thể, gia đình sư Thích Minh Tuệ bức xúc vì nhiều thông tin không đúng trên mạng. Thân sinh ông Lê Anh Tú, người thường được gọi là sư Thích Minh Tuệ, cho rằng nhiều thông tin đăng tải trên mạng xã hội là không đúng, xuyên tạc. Những ngày gần đây, các thông tin về ông Lê Anh Tú đến 43 tuổi, người thường được gọi là sư Thích Minh Tuệ đến thu hút sự quan tâm của dư luận cả nước. Ngoài những thông tin chính thức mà sư Thích Minh Tuệ và người thân chia sẻ được các cơ quan báo chí đăng tải thì không ít thông tin trên mạng xã hội bị gia đình ông cho là xuyên tạc, cắt ghép, khiến họ rất bức xúc. Cụ Lê Xuân Chú xã Yê Tô, huyện Igorja, tỉnh Gia Lai, cha ông Lê Anh Tú, cho biết từ năm 2015, sau khi ông Tú xin gia đình đi tu, được chính quyền địa phương xác nhận thì gia đình không liên lạc được với ông. Tuy nhiên, gia đình luôn hướng về con trai nên thường xuyên theo dõi các bước chân của ông Tú thông qua mạng xã hội. Theo cụ Xuân, ngoài một số thông tin chính xác như gia đình cung cấp thì có một số người đến nhà hỏi chuyện, sau đó đăng tải lên các trang mạng xã hội những thông tin không đúng, xuyên tạc. Những thông tin này đã gây phiền hà, dẫn đến những cái nhìn sai lệch về gia đình. Cụ thể là việc thông tin trên mạng nói rằng khi ông Lê Anh Tú đi tu thì cha mẹ khóc lóc, khuyên con về. Thực tế không hề có chuyện đó. Người ta hỏi gì thì có sao tôi kể vậy. Nhưng gia đình không khuyên con trai quay về. Còn tôi đã quyết tâm đi tu. Nghiệp của con là như thế thì gia đình làm đúng tâm nguyện của con đến cụ Lê Xuân bộc bạch. Theo gia đình cụ Lê Xuân, thấy hình ảnh sư Thích Minh Tuệ ăn bờ, ngủ bụi, mỗi ngày chỉ dùng một bữa cơm chay, thậm chí ngủ mồi, gia đình rất thương. Nhưng cái nghiệp của con là như vậy thì gia đình vẫn để con đi, chỉ mong con chân cứng đá mềm đến cụ bày tỏ. Gia đình cụ Xuân cho rằng thông tin trên mạng thì muôn hình muôn vẻ. Cụ mong muốn mọi người cẩn trọng khi đăng tải thông tin trên mạng để tránh gây phiền hà cho gia đình. Cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian lắng nghe. Đăng ký kênh và like cũng như bật chuông thông báo ủng hộ kênh để có những video hay gửi đến quý khán giả nhé. Một lần nữa cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye!